đến với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin nóng hổi nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Mẹ ruột bình luận ám chỉ Ngọc Lan là người có lỗi trong cuộc ly hôn, con rể nuôi ông tay áo. Chia sẻ của mẹ Ngọc Lan với Thanh Bình, con rể sau cuộc ly hôn khiến nhiều người chú ý. Sau khi ly hôn, Ngọc Lan liên tục chia sẻ về cuộc sống an nhiên, vui vẻ trên trang cá nhân. Cô cũng khá bận bịu với công việc và chăm sóc cho cậu con trai nhỏ. Trong khi đó, chồng cũ của cô cũng dành khá nhiều thời gian cho con trai. Mới đây, Thanh Bình còn chứng minh mối quan hệ tốt đẹp của mình và gia đình vợ cũ vẫn tốt đẹp khi đăng ảnh cùng con trai về thăm bà ngoại. Nam diễn viên còn gửi lời đến mẹ vợ cũ, cảm ơn mẹ đã luôn tin vào bên con. Mọi chuyện đã không có gì bàn cãi nếu như mẹ của Ngọc Lan không phản hồi lại phía dưới phần bình luận của Thanh Bình bằng một câu nói thu hút nhiều sự chú ý. Mẹ và rất nhiều người tin con ngoan hiền hiếu thảo biết lo cho gia đình, nhưng nhà con nuôi ông nhiều quá nên giờ lôi yêu phải chịu cái hoàn cảnh này. Nhiều người phỏng đoán mẹ Ngọc Lan đang đứng về phía con rể và dường như có ý trách con gái mình là người có lỗi trong cuộc ly hôn, khiến bé con trai cặp đôi không được hưởng trọn tình thương của bố lẫn mẹ như lúc trước. Thanh Bình đưa con trai về thăm bà ngoại. Bé lưu yêu sau ly hôn Ngọc Lan, đáng chú ý là lời nhắn của mẹ ruột tới con rể. Ngọc Lan Thanh Bình kết hôn năm 2016 và có chung cậu con trai lưu yêu. Sau 3 năm, cặp đôi đường ai nấy đi trong tiếc nuối. Lý do được đưa ra là cả hai không còn hòa hợp, Thanh Bình phủ nhận việc có người thứ ba xen vào mối quan hệ của mình. Thank you.